Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần cảnh và thọ. Thì như chúng ta biết đó, là cái đời sống trong hiện kiếp của chúng ta đó, là chúng ta có hai thứ. Thứ nhất là nó thuộc về đó cái căn, tức là nơi cái sắc thân chúng ta, cái phần hoạt động nổi trội nhất để cho chúng ta thấy cái dòng tâm thức nó hoạt động từ vô lượng kiếp cho đến cái kiếp hiện tại mà chúng ta có một cái sắc thân này đây đó, thì đó là các căn. Trong đó có năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và một cái căn thứ sáu tức là vi tế, đó là cái căn ý. Thì tất cả những cái hoạt động thuộc về tâm của chúng ta, khi nó bắt những cái cảnh mà thuộc về quả nghiệp của nó, và cũng là sáu cảnh tất cả: sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc và sắc cảnh pháp. Thì tất cả những cái cảnh này đều là quả nghiệp, cũng như những cái gì mà nó tạo nên cái sắc thân của chúng ta cũng đều là quả nghiệp. Bởi vì sắc thân chúng ta có được là do quả của tâm tục sinh. Mà quả của tâm tục sinh á, mà để được làm người cho có coi như là tất cả các căn của mình á, đều được tốt, đều được có một cái sự hoàn chỉnh. Và cái thiện này nó ở với mình bao lâu là cũng do cái dòng nghiệp của mình. Cho nên chúng ta sẽ thấy có những cái bệnh đó mà người ta sẽ mất dần dần những cái phần thân thể của người ta trước khi người ta mất toàn bộ thân thể. Ví dụ như một cái bệnh nó gọi là cái bệnh viêm tĩnh mạch. Thì khi cái người bị viêm tĩnh mạch đó, ví dụ họ bắt đầu bằng hai cái bàn chân, là những cái đầu ngón chân nó bị thâm lên, bị thâm đen giống như mình bị đá vào cục đá mà nó bầm lên vậy. Thì chữa hoài nó không hết thì người ta phải tháo khớp từ từ. Đầu tiên là nó tháo những cái khớp ngón tay, rồi sau đó là tháo cái khớp bàn tay, rồi tháo khớp cánh tay và tháo khớp thứ trong. Chân cũng vậy mà tay cũng vậy. Thì người ta sẽ chôn những cái phần thân thể của người ta đó trước khi người ta chôn luôn cái thân còn lại. Cũng như các cái căn mà mình có đó, khi mà cha mẹ mình sanh ra mình hoàn chỉnh hết, không thiếu một cái gì cả. Nhưng mà với cái thời gian trong cái đời sống này đó, thì các căn chúng ta cũng bị mất lần, suy yếu mất lần. Thì cái đó cũng là do quả nghiệp của mình. Như vậy một lần nữa chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng là cái sắc thân này với những cái hoạt động sắc pháp, hoạt động của sắc pháp đây. Trong cái sắc thân này đó thì nó đều là trước cái vỏ bọc của nó là quả nghiệp, và tất cả những cái sự vận hành của nó đi trong cái nghiệp cảm của nó là chủ yếu. Thì tất cả các cái cảnh hiện ra mà khi chúng ta đã tiếp nhận những cái cảnh đó để cho chúng ta có một cái sự ứng xử với cái cảnh đó, thì chúng ta đều hiểu rằng đó chính là cái nghiệp hiện kiếp nó đang vận hành. Và một cái điều cốt lõi mà chúng ta cần phải nhớ rất kỹ như nè: tất cả sự đau khổ hay hạnh phúc an vui nằm trong suy nghĩ của mình, nằm trong định hướng của mình, hay nói rõ hơn là nằm trong cái cách mình tiếp nhận các cảnh và mình xử lý các cảnh ra sao, thì hạnh phúc an vui nằm cái chỗ đó. Nhưng mà gì đó, khi mà cái căn chúng ta bị tiếp xúc với các cảnh đó, thì cái thức quả chúng ta khởi lên. Thức quả đây nó khởi lên đây. Thì nơi cái thức quả này đó, nó có cảm thọ. Và phải nói rằng là khi sáu căn chúng ta tiếp xúc với sáu cảnh, thì căn này cũng là quả nghiệp, cảnh này cũng là quả nghiệp.
Khi hai bên nó tiếp xúc với nhau như vậy đó thì thức phát sanh. Thức phát sanh lên thì cũng có nghĩa rằng nghiệp cảm phát sanh lên. Nghiệp cảm này tức là những cái cảm xúc, hay còn gọi là những cái xúc cảm mà nó gắn chặt với thọ, tức là gắn chặt với tất cả những cái cảm thọ. Thì cái này nó quá mạnh, nó phối hợp với lại cái những cái kinh nghiệm về cảm thọ trong tiền kiếp nó cực mạnh. Vì lẽ đó mà chúng ta bị những cái cảm xúc chiếm lĩnh ở trong tâm. Và những cái cảm thọ này nó đều nằm trong tâm thiện hoặc tâm bất thiện nó khởi lên. Và khi nó khởi lên như vậy, nó sẽ nằm vào trong cái ngũ song thức này đây. Tức là cái thức quả này thiện hay bất thiện nó khởi lên thì nó đi luôn một cái chùm, nó là tiếp thọ và quán sát nó cũng khởi lên luôn. Và đủ phước á, thì nơi đây chúng ta đang nhận rõ nó là cái gì, thì cái ứng xử chúng ta đó thoát khỏi cái sự phối hợp chặt chẽ trong cái nghiệp cảm của tiền kiếp để chúng ta ứng xử trong hiện kiếp. Còn nếu như cái phước lành chúng ta yếu ớt thì nơi đây nó sẽ đi luôn một cái dàn bất thiện của nó chuyển qua cái ứng xử này luôn. Thì chúng ta đây nối lại cái dòng nghiệp thuộc về tham sân si này, chúng ta sẽ làm lớn vậy không? Nó đi như thế, cái quy luật hoạt động của nó là như thế. Cho nên hãy nhớ rằng tất cả những cái cảm xúc mà chúng ta gọi là hạnh phúc hay đau khổ đó, đó là cái sự giữa cái quá khứ và cái hiện tại. Nhưng có một cái điều nó nằm trong cái sự tự do ứng xử của chúng ta là cái tâm phân đoán ở đây nè. Thì tất cả những gì mình suy nghĩ, mình cảm xúc trong tâm mà mình sáng suốt nhận ra được đó, thì những cái quả nghiệp bất hạnh chúng ta không có cơ hội kéo dài. Còn nếu chúng ta thiếu sự sáng suốt, chúng ta không nhận nó ra thì chúng ta sẽ bị những cái lớp sóng cảm xúc nhấn chìm chúng ta xuống. Và như vậy chúng ta sẽ làm cho những cái quả bất thiện nó có điều kiện nó tăng trưởng lên. Và như vậy cái đau khổ của chúng ta đó nó sẽ không có suy giảm được mà nó phát sanh lên. Và như vậy cái dòng nghiệp xấu này nó có điều kiện để nó mở rộng ra. Và cái này hằng rất là nhiều lần sư cô lặp đi lặp lại rằng tất cả những cái thuộc về tham sân si mà đặc biệt nó còn lưu dấu lại trong cái dòng tâm thức của chúng ta đó là cái nỗi phiền muộn, cái sự hối tiếc, cái sự ân hận, cái sự tức giận, cái sự oán trách không nguôi. Tất cả những cái đó phải nhận rõ ra rằng là cái dòng nước đen này nè, nó đang cuộn trào ở trong tâm. Và Pháp Phật dạy chúng ta thấy rõ rằng chúng ta phải nhìn thấy nó. Chỉ cần nhìn thấy nó thôi, vẽ được cái khuôn mặt của nó ra, bởi vì nó sẽ trở đi trở lại trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Mà chúng ta vẽ nó ra cho thật rõ, ghi lại được những cái cảm xúc của nó, thì chúng ta dần dần sẽ thoát khỏi nó. Còn bao giờ mà chúng ta không nhận diện được nó mà chúng ta với nó đồng hóa lại làm một, thì cái ngày ấy cái dòng kênh đen này nè nó sẽ tràn ngập trên cái cống đồng nội tâm của chúng ta, và nó làm cho không còn một cái cây cỏ tốt tươi nào có thể mọc được. Và con đường tâm tối nhất để cho cái cánh đồng nội tâm của chúng ta bị nhuộm đen thì đó là cái sự tái sanh trong cõi dục này, nhưng nó nằm sâu trong cái lòng đất của cái quả địa cầu. Đó là các
cái tầng cấp của địa ngục. Bởi vì chúng ta đây tự bôi đen trong cái tâm của mình. Bao giờ mình nhận thức rõ ra rằng những cái cảm thọ ưu, những cái cảm thọ khổ, nó chỉ là cái sự nối kết giữa những cái cảm xúc đã có trong tiền kiếp, bây giờ nó nối lại trong hiện kiếp này. Nó nối bằng cái gì? Nó nối bằng cái cảnh mà hiện ra là cái quả của chúng ta. Không có ai xô đẩy mình hết, và không có ông trời nào ác với mình cả, và không có ai muốn ác với mình cả. Còn cái người ta gặp mình mà tôi muốn ác với mình á, bởi vì cái nghiệp cảm và cái oan trái giữa đôi bên quá mạnh, người ta không kiềm chế được. Quý vị sống với cái người thân của quý vị một giai đoạn nào đó, một khoảng thời gian nào đó, quý vị sẽ thấy xuất hiện cái sự khen kẻ, hoặc là có một cái khoảng thời gian đó mình có cái bất thiện cảm với cái người đó. Mặc dù trước đây đó mình với người đó như hai mà như là một vậy, nhưng mà có một cái thời gian nó tách ra, nó tách bằng cái cảm thọ đó. Và có cái thời gian những cái cảm thọ nó rối nghịch nha, mình thấy mình đau khổ. Thì chúng ta phải hiểu rằng giữa hai cái chúng sinh này đó, thiện nghiệp với nhau cũng có mà oan trái với nhau cũng có. Phải nhìn ra được cái điều đó để làm gì? Để không có mơ màng lại những cái ngày tháng êm đẹp, cũng không có oán trách, cũng không có bất bình trước những cái mà bây giờ đây là đau khổ. Quả thiện và quả bất thiện nó đang xen nhau, bởi vì chúng ta đã từng ứng xử như vậy. Thấy rõ như vậy thì thiện trí trong tâm phát sanh lên. Thấy rõ như vậy thì định hướng cái tâm của mình, không để cho những cái cảm xúc này đó nó phủ lấp trong tâm. Bởi vì khi một cái tâm thiện hay tâm bất thiện nó khởi lên nơi cái động tác này đó, thì cái vai trò của cảm thọ có thể chiếm lĩnh hết sức là mạnh mẽ. Và như vậy mọi sự ứng xử của chúng ta nó sẽ nằm trong cảm xúc. Và cảm xúc dẫn dắt cho chúng ta đi, có nghĩa là cái nghiệp cảm phát sanh do chúng ta đã tạo ra, và bây giờ nó tái hiện lại, nó cộng với một cái hiện cảnh xảy ra mà chúng ta không có cách nhìn, không có một cái cách để hiểu sâu xa về nó, cho nên chúng ta đây đi vào con đường lạc lạc. Khi mà chúng ta nói đến cái phần mà thọ tương ưng với cảnh và thọ bất tương ưng với cảnh đó, thì chúng ta sẽ thấy là chỉ có cái người ở cõi dục đó thì nó mới đi con đường thuận và con đường nghịch này thôi. Còn với những cái bậc mà đắc thiền sát giới nè, thì hầu hết ta đi con đường thuận. Còn đối với bậc thánh và chưa vị Phật đó, thì tâm người ta không có bị suy xuyển về cái cảnh thuận này hay là nghịch này hết. Tức là nó rất là rõ ràng trong mọi hoàn cảnh, thì tâm của một bậc thánh và bậc A-la-hán đó chỉ có con đường duy tác mà thôi, nó không có bị chao đảo. Cho nên đó là mới nói rằng là khi mà cái bất tương ưng với cảnh tức là trước cảnh xấu có thể tâm quan hỷ, trước cảnh tốt có thể là tâm u sầu. Đấy, cái sự náo loạn này là nó gọi là do trong tâm chúng ta đó là cái pháp điên đảo khởi lên. Và lần trước khi nói đến pháp điên đảo, chúng ta có nói kiến điên đảo. Kiến điên đảo có nghĩa là tà kiến. Chúng ta có nói tâm điên đảo, và chúng ta có kiến điên đảo, tâm điên đảo và tưởng điên đảo. Chúng ta nói ba cái điều này. Và khi ba cái điều này đó mà nó thay phiên nhau, nó khởi lên trong tâm của chúng ta đó, là bởi vì khi ấy những cái pháp bất thiện nó khởi sanh lên,
nhưng có một số đặc điểm nó nổi bật lên. Như chúng ta biết rằng đó, một cái tâm tham khởi lên thì bao giờ nó cũng có cái nhân tham và nhân si. Một cái tâm sân nó khởi lên bao giờ nó cũng có hai nhân, nhân sân và nhân si khởi lên. Nhưng mà khi một cái tâm si nó khởi lên thì nó chỉ có si mà thôi. Chúng ta nhìn này để thấy đó, khi mà cái điên đảo nó khởi lên trong tâm của chúng ta thì cái yếu tố này cực kỳ quan trọng, yếu tố của si. Cho nên tất cả những cái sai lầm, những cái lệch lạc, những cái đảo lộn trong cái tâm ta đó, luôn luôn nó nằm trong cái bóng tối của tâm si. Nó nằm trong đó, nó dày đặc ở đâu? Nó dày đặc ở trong đau khổ, nó che lấp hết, làm chúng ta trong cái màn đen của sự đau khổ đó, chúng ta nhìn tất cả những cái cảnh trong đời của chúng ta đó toàn một màu u ám. Khi mà si nó xuất hiện trong cái tham dục của chúng ta, nó không có cái màu sắc xám và u ám, nhưng mà cái khi cái tham dục nó khởi lên đó, thì những cái sắc màu nó cực kỳ rực rỡ. Chúng ta thấy cái giàu có muôn màu muôn vẻ, cho nên dính mắc vào trong đồng tiền, dính mắc vào trong sự giàu có, dính mắc vào trong địa vị, thì nó vẽ ra những cái cảnh mà nó lung linh, những cái màu sắc cực kỳ quyến rũ. Khi sắc người nữ mà chịu cái sự quyến rũ của sắc người nam thì nó cũng lung linh những cái màu sắc rất đẹp. Khi mà cái sắc của người nam nó chịu sự quyến rũ của người nữ thì trong tâm nó cũng đầy những cái sắc màu quyến rũ, không có sự u ám, không có sự tối tăm. Tất cả sự u ám, sự tối tăm đó, nó chìm sâu ở trong tham dục và nó hình thành một cái lực, để cái lực đó nó chi phối tất cả những cái màu sắc giả mạo này đây đó, và nó làm thành sự quyến rũ. Vì chúng ta hiểu rất rõ rằng là trong pháp thiện có hỷ có lạc, thì trong cái pháp bất thiện này đây cũng có hỷ và có lạc. Hai cái này nó chịu chi phối bởi hai cái lực khác nha. Cái lực mà hỷ lạc nó nằm trong thiện thì nó đây, ở đây nó có thiện và thiện trí. Còn cái lực mà tham sân si thì cái bất thiện, cái hỷ lạc nó nằm đây, nó chịu hai cái lực chi phối hoàn toàn khác, không giống nhau chút xíu. Nhân thế gian mơ mà, cho nên mỗi lần hỷ lạc khởi lên thì người ta đều nói rằng đây là hạnh phúc, đây là an vui, và nó khơi động một cái sự sống động trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Nhưng chúng ta không phân biệt được hai cái cảm thọ này, cảm thọ hỷ lạc trong tâm thiện và cảm thọ lạc hỷ lạc trong tâm bất thiện. Vì vậy sự chi phối của nó khác nhau. Bởi vì tất cả những cái hỷ lạc nó đều mang những cái màu sắc tươi tắn, vui vẻ, sáng láng, đầy sự hấp dẫn. Nó đều đem đến một cái cảm giác lâng lâng và nó tràn đầy một cái sinh lực giống nhau. Nhưng hai cái luồng chi phối của nó hoàn toàn khác nhau. Một cái đi vào hỷ lạc để mà tiến hóa về tâm linh, một cái hỷ lạc để nó dìm sâu vào trong cái dục lạc của thế gian và nó đi vào con đường thoái đọa. Cho nên cái trên cái thế gian này đó, người ta chết vì những cái hỷ lạc người ta đang hưởng rất nhiều, nhưng không có ai chết vì cái hỷ lạc thuộc về thiện cả. Không có điều đó. Tại sao vậy? Vì hỷ lạc thuộc về thiện không có yếu tố của sự kích thích, mà nó có cái yếu tố của sự nhẹ nhàng thanh thoát. Còn cái dục lạc ở thế gian thì bao giờ cũng có sự kích thích ở bên trong. Cho nên
là nó khi mà cái dục lạc này nó khởi lên á, cái hỷ lạc này nó khởi lên á, là nó đẩy người ta đi tới không có dừng lại. Vì trong si này luôn luôn nó đi trong cái si phần của nó. Đó là si vô tàm, vô úy và phong dật. Người ta luôn luôn muốn đi tới cái đỉnh điểm của cái thọ hưởng dục lạc này, nhưng trong pháp bất thiện không có đỉnh điểm. Nó chỉ còn lại trong tâm của cái người muốn đi tìm đỉnh điểm đó là một cái niềm khao khát khôn nguôi. Và cái đó là một cái nền tảng cực kỳ vững chãi để khi thân hoại mạng chung rồi, cái niềm khao khát này đó khiến mình tái sanh là quỷ đói. Con đường đó là con đường của quỷ đói. Khao khát khôn nguôi, con đường không có biết đủ, con đường không biết tri túc. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta thu thúc lụng căn, và chúng ta biết đủ, biết tri túc. Khi nào chúng ta không làm được con đường này là chúng ta đi vào trong cái con đường khao khát, con đường thèm muốn khôn nguôi, và bao nhiêu cũng không có thể thỏa mãn được sự thèm muốn. Bởi vì sự thỏa mãn đó nó cứ đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên, và không có cái chỗ nào gọi là đụng trần cả. Cho nên đó là cái con đường của quỷ đói. Và quỷ đói khi sống đời quỷ đói mà không nhận ra được rằng mình thành quỷ đói vì khao khát ở trong tâm. Mà khao khát cái gì? Khao khát cái cảm thọ hỷ lạc này đó. Không vui được. Vì thấy cái ái không? Cái ái đó, bây giờ xin cắt đứt cái đoạn đầu của nó, đi từ cái đoạn gần nhất đó, là cái ái dục nó khởi sanh giữa người nam người nữ, khiến cho họ đó không có thể sống tách rời nhau, và họ phải đến với nhau. Đến với nhau bằng hai con đường. Con đường chân chánh là hôn nhân, con đường lệch lạc là con đường nhân mà sống vì cái dục vọng đối với nhau, con đường của tà dâm. Hai con đường này nó cũng đều là ái dục, nhưng mà cái con đường của hôn nhân là cái con đường mà ái dục có khi nó lại là duyên với lại cái pháp thiện. Còn con đường tà dâm hiếm khi nó có thể duyên với pháp thiện, mà nó vốn là pháp bất thiện, nó lại duyên với pháp bất thiện. Đó là con đường đau khổ, khó có thể thoát ra. Nhưng con đường hôn nhân là con đường có thể duyên với pháp thiện. Rồi bây giờ chúng ta nói một cái chặng đường tiếp theo. Chặng đường thứ hai là con cái. Có những người sau khi sanh con, có con rồi đó, thì lại không có gắn bó với người bạn đời của mình bằng cái đứa con. Người ta gắn vào cái đứa con nhiều hơn. Và khi cái đứa con đó nó lập gia đình rồi đó, thì người ta chuyển tiếp, người ta gắn vào những cái đứa cháu. Tại sao vậy? Tại vì ái dục ở trong tâm của nó là nó luôn luôn muốn có sự chiếm hữu. Và ái dục trong tâm á, luôn luôn có sự ích kỷ. Cái người chồng có thể một ngày nào đó mình không còn chiếm hữu được nữa, nó không sở hữu mình nữa, tại người này có thể đi tìm người khác. Nhưng con của mình á, mình có thể chiếm hữu nó được, sở hữu nó được, nó có thể thuộc về mình. Nhưng một giai đoạn nào đó thì nó thuộc về cái khác, nó thuộc về cái người mà nó chọn làm cái người bạn tình hoặc người bạn đời của nó, hoặc nó chọn cái công danh sự nghiệp, thì nó không còn gắn như mình không có chiếm hữu được. Thì bây giờ chuyển qua những cái đứa nhỏ, và khi săn sóc yêu thương những cái đứa nhỏ đó thì mình có thể sở hữu nó, mình có thể chiếm lĩnh nó. Và như vậy nó chỉ biết tới ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại thôi,
cái lòng thỏa mãn nó khôn cùng. Và hơn nữa khi mà mình có con có cái đó, thì cái khi đó còn phải cái gánh nặng của cơm áo gạo tiền, cho nên cái sự chiếm hữu này đó nó cũng bị cách quản bởi cái việc mình phải đi làm, phải đủ cả mọi thứ hết. Nhưng bây giờ làm ông bà rồi thì cái thời gian đi kiếm tiền nó bớt lại, cái khoảng thời gian dài nó nhiều hơn, cho nên là ôm lấy những đứa con đứa cháu đó, những đứa cháu đó, và cảm thấy cuộc đời mình cực kỳ ấm áp và thấy cái hỷ lạc nằm nơi đó, và ngỡ rằng nó là pháp thiện. Bởi vì cái bề ngoài nó giống nhau, là yêu thương, và nó là đem tất cả cái tốt đẹp của mình để cho cái đối tượng mà mình yêu thương. Nhưng không phải là hạnh phục vụ, vì hạnh phục vụ không dính mắc mà ái nhiễm trong cái yêu thương này đó, cho cái tốt đẹp cho người ta nhưng dính mắc. Thử coi bây giờ mình là ông ngoại bà ngoại mà mình nuôi nó, mình săn sóc nó từ sáng tới tối, từ ngày này qua ngày khác, mà một hôm ông nội bà nội nó tới thăm cho nó cái bánh hay là nói chuyện gì đó, mà ông nội bà nội đi về rồi mà suốt cả ngày này sang ngày khác cứ nhắc nhở tới ông nội bà nội, thì ông ngoại bà ngoại cũng xót lắm chứ. Và nhìn cái chỗ xót đó thì biết rằng nó không phải là hạnh phục vụ, biết rằng nó không phải là cái lòng tốt thuần túy, mà nó là cái trái ổi đó, đang cái thời nó đẹp nhất, nhưng mà bên trong nó có con sâu không thấy. Cái con sâu nó cắn mình, cho nên là ông nội bà nội nó về rồi mà nó cứ nhắc, ôi cái này của ông nội đây ba, ông nội cho con đây, cái này bà nội cho con đây nè ba, bà nội đem đồ ăn lại thiệt là ngon đó ba. Thì ông ngoại bà ngoại lắc đầu, lá rụng nó cũng về cõi thôi. Bà ngoại thì chỉ là, người ta nói là cháu nội, nhưng mà tội bà ngoại. Không phải tội bà ngoại mà do bà ngoại đó hiểu lầm, tưởng rằng mình cho nó cái gì tốt đẹp nhất, nhưng mà thật ra nó hiển lộ một cái sự tìm kiếm hỷ lạc trong cái luyến ái, nó không phải là cái thật. Thấy chưa? Cho nên là đây là một trong những cái điểm mà tại sao cái người xuất gia theo đạo Phật không lập gia đình, không có đi vào hôn nhân. Bởi vì khi bà nội hay bà ngoại hay ông nội ông ngoại mà dính mắc vào cái đứa cháu đó, trong luân hồi quay trở lại có khi sẽ làm vợ hoặc làm chồng của nó. Cho nên đường luân hồi, nếu mà chúng ta nói bằng cái ngôn ngữ của cái xã hội chúng ta đó, thì cái đường luân hồi kéo dài cái sự sống ra, thì hôn nhân dính vào trong loạn lực. Không phải tất cả, nhưng có. Cũng như mình ăn con gà, con vịt, con chó, con heo, con ếch, rồi mình giết nó chết á, thì bao giờ nó cũng nằm trong cái quyến thuộc của mình. Nhất là những con gì mình nuôi trong nhà, không thoát được. Cho nên đạo Phật dạy mình không có sát sanh là nhiều cái lý do lắm, không phải không một lý do, mà đây là một trong những cái lý do. Mình nói mình thương cái người thân mình lắm, mà bây giờ người ta tái sanh lại, người ta ở đây, mà mình giết người ta đành đoạn, mình nghĩ sao? Mình cái làm con người đó, mình biết rằng là không có nên có cái chuyện mà trong cái cốt nhục mà lại là sống với nhau như là chồng vợ, không có chuyện đó. Mình gọi đó là loạn luân. Những cái đường luân hồi nó kéo dài sự sống thì nó phạm vào đây. Do cái gì? Do ái nhiễm là chính. Cho nên khi người ta không hiểu, người ta tưởng ái nhiễm chỉ xảy ra với nam và nữ. Không phải. Ái nhiễm là một cái chất keo
mà bất cứ cái gì nó cũng keo, nó cũng dính được hết. Cha mẹ nó cũng dính, bạn bè nó cũng dính, con cái nó cũng dính, cháu chắt nó cũng dính, áo quần nó cũng dính, nhà cửa nó cũng dính, xe cộ cũng dính. Cái gì nó cũng dính, nó là chất keo. Bản chất nó là chất keo, để cái gì vô nó cũng dính. Cho nên chúng ta mơ màng ở cái chỗ này, không hiểu cái chỗ này. Và khi mà chúng ta đi tìm những cái hỷ lạc này, nó khởi sanh lên trong con, nó đi trong cái nghiệp cảm của mình. Cho nên tất cả chúng ta đây tiếp xúc với tất cả các cảnh, và chúng ta ứng xử như thế nào, thì chúng ta phải hiểu rằng nó là những cái kinh nghiệm thọ hưởng về những cái cảm thọ trong tiền kiếp, nó nối lại trong cái hiện kiếp này này. Nhìn thấy rõ để thấy cảnh và tâm. Và trong tâm đó thì cái phần mà chúng ta học đây đó là cảm thọ nổi trội lên đi. Như vậy chúng ta sẽ thấy thế này. Khi cái si nó có mặt trong tham sân si như thế này, thì chúng ta sẽ thấy rằng chính cái sự thiếu hiểu biết của mình, chính cái vô minh của mình dày đặc trong tâm, mà mình đã làm cho mình đau khổ. Thành ra cái tâm tối này, quý vị thấy cái tâm tối đó, nó không phải nó xuất hiện ở khoảng giữa của đời sống, mà nó có thể xuất hiện ở hai cái đầu của cuộc sống. Chúng ta ngỡ rằng vô minh nó xuất hiện ở đây, nó xuất hiện ở đầu cuộc sống mà xuất hiện ở cuối cuộc sống. Một đứa nhỏ mà cái nó gọi là cái phước mà về trí tuệ của nó yếu đó, thì khi nó còn nhỏ quá đó, nó phóng quế ra thì nó lấy cái phân nó dò chơi, có khi đút miệng này. Một cái người lớn tuổi lú lẫn cũng làm y như vậy. Người thấy nó chặn hai đầu cuộc sống chứ. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta cái gì? Duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ phát sanh trong tâm chúng ta đó mới là cốt lõi của đời sống, nuôi dưỡng cái đời sống chúng ta, làm cho đó cái trí thế gian và trí tâm linh đó được phát triển. Và để cho trí thế gian và trí tâm linh được phát triển, chúng ta đây chỉ có hai việc để làm trên cái cuộc đời này, đó là chúng ta tạo cái phước thiện và phước trí mà thôi. Cho nên mới gọi là phước huệ song tu. Chỉ có con đường đó thôi, luôn luôn hai cái đó đi đôi với mình, đừng tưởng là nó có một. Tại vì khi mà chúng ta không hiểu được cái điều này đó, mà chúng ta chỉ chọn cái con đường của trí mà không chọn cái con đường của cái phước thiện để mà song hành với nhau đó, thì chúng ta sẽ thấy nó hiện rất rõ. Nhưng mà mình có thấy không và mình có chấp nhận hay không là khác. Bây giờ thí dụ nha, thí dụ cho quý vị này. Bây giờ tất cả chúng ta học viên diệu pháp thì chúng ta đều hiểu rằng đó, ở trong cái thiền viện mà hành thiền là hạng nhất. Nhưng mình cứ thử vào đó mình tu. Nếu cái phước thiện của mình nó yếu đó, thì vô đó ngồi mà không hành thiền được là một cái xảy ra. Cái thứ hai, ngồi trong đó mà tâm móng ra ngoài, đôi khi nó nặng hơn nữa là bệnh, phải trở về thôi. Và khi từ đấy đó, chúng ta phải hiểu rằng phước huệ song tu, đời nó là như vậy. Và rất nhiều lần sư cô nói rằng khi mình bắt đầu cái đời tu, phải đứng ở trên hai cái chân của mình, đứng tại cái chỗ nào thì tu tại chỗ đó. Tức là chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào thì chúng ta phải hiểu rằng á, đây là cảnh với thọ này. Cảnh với thọ này, thọ này nằm trong tâm, cảnh đó là quả nghiệp.
coi cảm thọ trong tâm của mình như thế nào để mà chuyển đổi cái sự ứng xử của mình. Tất cả đều như vậy thôi. Và xác định là một lần nữa là tất cả hạnh phúc hay đau khổ nằm trong cái suy nghĩ và cái định hướng của chúng ta, nằm trong thái độ ứng xử của mình đối với quả nghiệp của mình mà thôi. Không có đi ra khác cái chỗ này, không khác được đâu. Cho nên mình phải hiểu rõ để mình không nô lệ cho những cái cảm xúc khởi lên. Khi những cái cảm xúc khởi lên đó, chúng ta bị cái lực của nó đè bẹp, làm cho cái sự mà gọi là nhìn sâu vào trong cái pháp thực đế và pháp chân đế của chúng ta chưa nhìn sâu, chưa thấy rõ được. Và như vậy chúng ta bị những cái cảm xúc này lôi kéo theo khá dài, nhất là những cái cảm xúc tiêu cực. Cho nên cái sự tu tập mà để phát sanh cái trí tuệ của mình nó tóm rất gọn, gọn lắm. Và hành trì được như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái nền của trí tuệ phát sanh. Đó là luôn luôn chúng ta hỏi mình: nghĩ cái gì vậy? Nói cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Những cái suy nghĩ nào khởi lên có thiện hay không? Những cái điều nói này có thiện hay không? Những cái việc làm này có thiện hay không? Chúng ta làm ba điều này là chúng ta nằm trên cái căn bản chúng ta tu tập để phát sanh tuệ giác. Còn cái khi mà nó khởi lên, mình không hỏi nó nghĩ cái gì vậy và cái này thiện hay không thiện vậy, hỏi nó đi. Mình có cái phước á là mình nói xong này hai lỗ tai mình nghe. Còn thông thường á mình nói muốn người ta nghe. Còn khi tu tập á mình nói hai lỗ tai mình ráng nghe. Mình nói mà hai lỗ tai mình nghe có phước hơn là mình nói người khác nghe. Tại hai lỗ tai mình nghe xong cái điều mình nói đó, mình sẽ nói với mình là: nói vậy nghe được không? Nói vậy là thiện hay không thiện đây? Nếu không thiện có nên nói nữa không? Nghĩ vậy là thiện hay không thiện? Không thiện có nên nghĩ tiếp không? Buồn như vậy có nên buồn tiếp không? Đồ ăn thiêu rồi, có nên để cho nó thiêu thêm nữa rồi nay ăn đồ thiêu hơn, mai ăn đồ thiêu hơn không? Mình nói ai ngu, nhưng mình ngu. Tại nay buồn, mai buồn, mốt buồn, gặp ai kể lại cũng buồn, rề 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 cũng có mấy buồn thôi. Thì đó ăn đồ thiêu để dành cho nó thiêu nữa, rồi nó thiêu nữa, ăn nữa. Mà mình nói không có ngu, nhưng mà có si. Đúng là cái si dày đặc ở trong tâm. Cho nên mình tự hành hạ mình về những cái quả bất thiện nó đang khởi sanh lên, và mình ứng xử bằng pháp bất thiện. Nhưng mình cứ nhai đi nhai lại, nhai đi nhai lại. Mình không ngu thì mình si thôi, chứ đâu có gì khác đâu. Mà nơi đây, trong cái chi pháp này đó, nó không những nó ngu si mà nó còn lì lộn, cứng đầu, ương ngạnh, không thay đổi. Đó là hai cái pháp vô tàm và vui. Chúng ta biết mặc quần áo đẹp, chải tóc tai cho nó đẹp, ăn uống cũng biết cái đồ ngon, đồ dở không ăn. Nhưng phiền não trong tâm đưa lên bản thông cáo chung vẫn chưa mắc cỡ, vẫn đưa lên quả. Trong đầu lãm nhảm, lặp đi lặp lại cái đó rồi. Cái tự hành hạ, xé quần xé áo vẫn không nhận ra, vô nhà thương điên càng không nhận ra được nữa, treo cổ tự tử lại không còn nhận ra nữa. Tâm tối đến mức độ đó thì chúng ta đây đâu có kiểm soát trong đầu mình nghĩ cái gì, nó lãm nhảm những gì và nó hành xử những gì, hoàn toàn không có kiểm soát được, không có thấy biết được, là trí tuệ đã đi vắng.
chìm ngập trong cái hố sâu, không thoát ra được. Vậy thì đường luân hồi tái sanh trong những cảnh khổ chừng nào mới ra? Con cái của mình nó đi làm từ thiện, nó vào chùa nó cúng trai tăng, nó đi công quả để nó hồi hướng, phước hồi hướng để một bên, mà nỗi buồn vẫn là cái chính yếu ở trong tâm. Những cái sai lầm vẫn ấp ủ hoài ở trong tâm mà phước nó vẫn còn đấy. Cho nên phải đưa người thân mình vào chùa để còn nghe pháp, để còn tỉnh ra, để mà nhận cái phần phước này mà siêu sanh tịnh độ. Nghĩa là tái sanh theo thiện nghiệp của mình, để mà ít nhất cũng trở lại cái cõi người, mà tiếp tục những cái bài học tâm linh của mình để đi vào con đường tiến hóa. Cho nên không dễ gì làm chủ cảm xúc, không dễ gì điều phục cảm xúc. Nhưng cái nhận biết nó thì chúng ta đây có thể nhận biết được. Nhận biết được những phần thô, và từ những cái kinh nghiệm đó chúng ta đi đến cái phần vi tế nhiều hơn. Nhưng tất cả chúng ta đây gặp sự khó khăn, bởi vì khi mà những cái pháp bất thiện này nó khởi sanh lên á, thì những cái cảm thọ thuộc về khổ u lập tức nó khởi lên và nó che lấp. Điều đã chứng tỏ rằng chúng ta là người dục giới, hai cái phần thiện và bất thiện này nó có mặt trong tâm. Và khi chúng ta không sáng suốt nhận ra thì nó hoạt động giống như người ta gọi là tự động, như automatic nó hoạt động. Nhưng không, nó có một cái dấu ngắt nằm ở chỗ cái tâm phân đó. Đây là tâm duy tác có mặt nơi cái người không phải là vị thánh hay là một vị Phật. Cái phước của chúng ta là chúng ta có cái tâm duy tác, nó có cái dấu ngắt ở đây. Nhưng mà mấy ai chịu ngừng lại, bởi vì người ta bị những cái lớp sóng cảm xúc đó, nó càng ngày nó càng nhồi lên cao, và chúng ta chịu cái cơn xoáy của những cái cảm xúc đó. Và cái đó nó gọi là tám ngọn gió đời, nó thổi lấp ở trong tâm của chúng ta. Được thì hỷ lạc, không được thì khổ ưu. Khen thì hỷ lạc, chê thì khổ ưu. Tám ngọn gió đời nó thổi trong tâm của mình, và nó làm cho điên đảo trong tâm của mình, cho nên mới gọi là pháp điên đảo. Mình thấy cái cốt yếu nằm trong si không? Và cái làm điên đảo nhanh nhất trong các cái pháp bất thiện đó, thì cái si nó đã là cốt lõi rồi, thì cái sân là cái thứ hai. Sân khởi lên là tâm tối hết. Nhưng cái hiểm nghèo nhất vẫn là tham dục, bởi vì cái tham dục đánh lừa. Chúng ta nhìn nhé, mình ở dưới một cái người cọc cằn thô lỗ, lúc nào cũng nóng nảy, nói những cái lời thô tháo, và mình mau mau tránh ra rồi. Nhưng mà cái người đó, nó hay mời mình ăn cái này cái kia nọ, nó tặng áo đẹp cho mình, tặng bông đẹp cho mình, nói những cái lời ngon ngọt với mình, kết thân với mình, là y như là con ruồi mà nó thấy cái đĩa mật. Cho nên nói là cái hiểm độc nhất vẫn là cái ái dục, vì như làm cho người ta cảm thấy gần gũi. Mình biết cái người này nó đó, nhưng mà dẫu sao cũng thích thích, tại vì lâu lâu nó cũng nói láo nịnh mình cái, nghe nó khỏe khỏe chút. Thấy chưa? Còn cái người nó thẳng quá, nó thô quá, nó nói như tạc vào trong mặt mình vậy, thì mình không thể nào mình chịu nổi hết trơn rồi. Thành ra cái tâm sân người ta dễ nhìn ra, nhưng mà cái tham người ta không nhìn ra được. Cho quý vị thấy không, người ta đi lừa đảo người khác là bởi vì nó nối trong cái tâm tham, nó không nối về tâm sân. Nếu nó tới chỗ mình mà nó chọc giận mình thì mình đâu có đưa tiền nó, mình đâu có lột nhẫn mình đưa nó, mình đâu có đưa cả cuộc đời của mình cho nó, phải vậy không? Nhưng vì nó vuốt ve cái ngã mình, nó nâng cái ngã mình lên,
Nó có cái cách nói để mà nó thấy, nó cho mình hiểu ra rằng á, mình là số 1. Không biết số 1 của ai, nhưng số 1 của nó có cái vị trí rồi, có cái chỗ đứng rồi, có cái ngai vàng trong tâm người khác rồi. Cho nên nó tiền cũng đưa, dòng vàng cũng đưa, đưa cả cuộc đời không tiếc. Nhưng đến khi xong rồi mới nói sao? Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài, ai dè giếng cạn cứ tiếc hoài sợi dây. Tiếc nằm đây nè, triền miên trong cái tiếc. Cầm vàng mà lỗi qua sông, vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Đừng tiếc, tiếc chút thôi, thấy mình ngu quá, ráng mà sáng suốt lên. Cho nên cái tâm tham cực kỳ nguy hiểm. Và chúng ta hệ lụy trong đời này cũng chỉ vì cái tâm tham. Và cái si nó đầy màu sắc mà. Cái si nó không phải là cái màu đen tối như tâm sân. Cho nên cái pháp điên đảo mà nó chiếm lĩnh trong tâm chúng ta đó, nó làm cho cái tâm điên đảo và cái tưởng điên đảo này thường nó nằm trong cái tham dục. Còn cái si, còn cái sân thì dễ thấy. Cái sân nó không khó thế. Thậm chí mà mình có cháu nội cháu ngoại nhỏ xíu, vậy nó 3 tuổi nó mới biết nói, mà nó nói bà nội là hột xoàn của con, ôi cha nó mát không thể tưởng được. Rồi đấy con ôm cái cổ mà hôn cái, con thương bà nội nhất. Ơi con thương bà nội con để đầu con. Rồi không biết nó nói được mấy tuổi. Rồi tăng cái tuổi đó không biết nó ngồi đầu mình hay nó, mình ngồi đầu nó thì chuyện nó tính sao. Phải nói chứ. Rồi khi nào cái pháp bất thiện nó khởi lên đó, bao giờ cái ngã của mình cực kỳ lớn lao nằm trong đó. Mà nhất là chúng ta đây bị đốn ngã là bởi vì trong cái tham dục đó nó dính vào trong cái ngã cực kỳ quan trọng. Do đó trong những cái pháp điên đảo này nó có sự xuất hiện của một chi pháp. Cái chi pháp đó gọi là ngã mạn. Luôn luôn lấy mình làm tâm điểm. Và đây đẹp xin nhắc lại, lấy mình làm tâm điểm tức là luôn luôn mình so sánh. Bằng người ta không, hay hơn người ta, hay là kém người ta, cách so sánh nào cũng rơi vào ngã mạn. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta thế này: ngày hôm nay chúng ta sống như thế này, nghĩ như thế này, nói thế này, làm thế này, có trong sạch hơn ngày hôm qua một chút không? Chiều hôm nay có sáng suốt hơn hồi sáng này một chút nữa không? Bao nhiêu đó đủ rồi. Bao nhiêu đó là con đường tiến hóa. Còn khi mà chúng ta so sánh mình với người khác, so sánh ở cấp độ nào cũng vậy, thì nó chỉ là gia tăng cái ngã mạn và cái ái dục trong tâm, nhất là ngã ái, tức là yêu mình, yêu cái ngã của mình, đi bằng con đường. Cho nên tập không bao giờ so sánh, mà chỉ nói rằng với mình như vậy có chút tiến bộ. Hồi đó mình giận dữ lắm, bây giờ có giảm cái giận chúng xuống. Hồi đó khi mình giận mình la dữ lắm, bây giờ mình có bớt chút xíu, vậy tốt rồi. Chứ mình chưa có thành Phật ngay đâu, nhưng mà tự mình thấy có giảm xuống. Mỗi lần mà đụng cái chuyện này, cái tâm mình nó nhảy chồm 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 lên. Bây giờ sao thấy nó lầm thình, thấy nó lầm thình. Hỏi nó làm sao lầm thình vậy? Nó nói không cần thiết, biết nó dễ thương rồi đó. Thấy không? Thành ra cái tu với cái không tu nằm chỗ này. Mình chỉ nghĩ một cách đơn giản nè. Tu là tụng kinh, là niệm Phật, là đi hành thiền. Những cái phần đó nó làm cho êm ả. Nó giống như bây giờ cái vết thương này nó chảy máu ra, thì bây giờ cầm máu lại, bây giờ phải băng bó lại để cho nó không có bị nhiễm trùng. Nhưng cái chủ yếu là sức đề kháng ở bên trong. Cái sức đề kháng bên trong là phải thấy rõ, phải biết rõ. Thấy rõ, biết rõ những cái trạng thái của tâm đó chính là trí tuệ về tâm linh.
mà chúng ta không khơi được cái điều này, trong khi chúng ta có sẵn thì quá uổng. Cũng như tiền bạc, mình có cái chỗ cất ở đây mà không bao giờ lấy tiền ra xài. Trí tuệ chúng ta có, mà cũng không ai cho mình trí tuệ này. Mình đã học cái bài học tâm linh này từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ, mình sinh ra làm người mới có trí tuệ tâm linh. Đây là con đường quen thuộc của mình, không phải con đường xa lạ. Nhưng tại sao không sử dụng? Tất cả chúng ta đây làm người đều có mà. Vì thấy trí tuệ tâm linh nó khởi lên vậy nè. Khi mình bực mình ai, mình ghét ai, mình nói người ta quá lớn, mình biết quá lớn. Nhưng mà mình cũng biết vậy, lúc đó nó nóng quá mà. Nếu mà mình không có la quá lố vậy chắc mình đập nó bể đầu quá. Thì mình cũng vẫn biết đập bể đầu rồi, mà quá đáng hơn nữa. Còn cái mình la quá lố nó cũng là quá đáng hơn nữa. Thì có nghĩa mình biết sao, không nên phản ứng như vậy. Đó là trí tuệ tâm linh tất cả chúng ta đều có, nhưng chúng ta nô lệ những cảm xúc này. Những cảm xúc nó thuộc về cái bất thiện pháp đây thì chúng ta bị nô lệ nó, cho nên là chúng ta không tiến hóa trên đường tâm linh. Đó là cái phần mà chúng ta hai cái phần qua, phần khái tháp quát và cái phần thọ tương ưng cảnh, thọ bất tương ưng với cảnh đó, chúng ta ôn lại để cho thấy. Và chúng ta luyện tập để khi cái tâm của chúng ta đó mà nó được vững chãi rồi đó, nó bất định trước cái tương ưng và bất tương ưng này đó, thì cái đó cái người đó gọi là đạt đạo quả. Và con đường đó chúng ta đây làm được đó. Và cái hằng hà sa số Phật này đó không có chật chỗ bao giờ cả. Cũng như thêm một chút khí vào trong không trung thì chỉ làm cho cái khí nó thêm tốt đẹp, chứ nó không có cái gì chật hẹp không được hết. Cái đường luân hồi thì chúng sinh cứ ở trong những cái cảnh giới đi, 11 cái cảnh giới cõi dục đây. Nhưng mà có những người từ cõi dục thoát ra để về cảnh trời dục giới, cảnh trời sắc giới, vô sắc giới. Và để cái tâm mà nó tiến về cái sự trong sạch hoàn toàn, nó là con đường tiến hóa tâm linh. Không có con đường này, không có chật chỗ. Con đường này không có kẹt xe. Không có. Con đường này rất là thông thoáng và ai đi cũng tốt cả. Nhưng mà chúng ta đây dại dột đi vào con đường lầy lội của những cái pháp quế nhiễm thuộc về tham sân. Trong khi chúng ta đây đều có khả năng, tất cả đều có khả năng, không có một người nào không có khả năng. Đó là cái điều chúng ta nhớ. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ ba, là chúng ta nói cảnh với thọ trong tâm động lực, và cảnh với thọ trong tâm ngót. Tâm động lực nằm đây, Javanya là nó gọi là động tốc hay động lực thì cũng được, nó rất là nhiều cái tên gọi, nó gọi là tác hành tâm cũng có đủ thứ hết, nhưng mà chúng ta gọi nó là tâm động tốc hay là tâm động lực đều được hết. Là cái tâm này là cái tâm tạo tác. Khi cái tâm động tốc này gọi là cái tâm tạo tác thì nó nằm trong ba cái cảnh giới, ba cái cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đây gọi là những cái gọi là thế gian pháp, thế gian. Và đây là ba cõi luân hồi. Và một cõi giải thoát. Là siêu thế. Bây giờ chúng ta xem nè. Động tốc sẽ hoạt động trong dục giới. Đây, con động tốc này. Hay là động lực hoạt động trong dục giới, hoạt động trong sắc giới, hoạt động trong vô sắc giới và hoạt động trong siêu thế. Nhưng mà động tốc trong dục giới
thì nó làm cái con đường luân hồi. Đường luân hồi. Nhưng mà cái con đường luân hồi này đó, nó có thể đó đi đến thoái đọa sâu, và nó cũng có thể đi đến cái sự tiến hóa cao. Đi hai con đường. Hai con đường này nó hoạt động mạnh lắm. Hai chiều nó đều mạnh. Tiến hóa cao cũng có, mà cái thoái đọa sâu cũng có. Con đường sắc giới và vô sắc giới, hai con đường này, cái sự tiến hóa mạnh mà sự thoái hóa yếu, nó cũng luân hồi. Nhưng mà nơi đây đó là nó tiến hóa mạnh, còn cái thoái đọa nó yếu có chút xíu đây. Còn cái tiến hóa của nó rất là mạnh. Và khi đi vào con đường mà siêu thế này đó, chỉ có tiến hóa. Còn cái mà nó còn chút xíu luân hồi ở nơi cái người là đắc đạo quả ở tầng 1, tầng 2 và tầng 3 này đó, thì chỉ là cái việc mình đi chậm, cho nên là chậm một chút xíu, hụt một chuyến xe thì phải thêm một chuyến xe nữa. Người ta có thể luân hồi tối đa là 7 kiếp. Trong cái tầng 1, tầng 2 này có thể luân hồi trong 7 kiếp. Là mình chậm một chuyến xe thì phải chờ chậm một chuyến xe nữa, thì lâu nhất là 7 chuyến xe cũng sẽ lên xe và đi con đường vậy thôi. Chị hiểu này chứ? Là vì như chúng ta nhiều lần đó, chúng ta biết rằng đó, cái con đường của dục giới đó là con đường thọ dục, tức là thọ hưởng dục lạc. Con đường sắc giới và vô sắc giới là con đường ly dục. Và con đường siêu thoát này đó là con đường diệt dục. Ba cái này chúng ta cần phải nắm. Con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta đó là chúng ta từ cái cõi dục, chúng ta có khuynh hướng thọ hưởng dục lạc, thì giờ đây đó chúng ta kiểm soát nó, chúng ta ý thức được nó, và chúng ta đó là coi như là thu thúc nó, chúng ta đây đó là điều phục được nó, thì chúng ta sẽ đi vào con đường sắc giới và vô sắc giới là con đường ly dục. Cho nên khi người ta thọ hưởng dục lạc và người ta gắn vào trong đó lâu quá đó, thì khi nói đến cái chuyện mà hành thiền tu tập thì người ta thấy nó vô ích. Cũng như cái nghiệp mà thọ hưởng dục lạc về ăn uống của mình nhiều quá đó. Ví dụ như người ta thích ăn thịt động vật, người ta thích dùng rượu, dùng bia, cái khuynh hướng thọ hưởng dục lạc đó nó mạnh quá, thì ra người ta thấy một cái người mà không có ăn thịt động vật, không dùng bia rượu, thì người ta cảm thấy đó, cái đời sống nó có gì nhạt nhẽo lắm, sống vậy không còn gì gọi là thú vị trong cái đời này cả. Người ta không có thấy được cái gì đó. Bởi vì người ta cho rằng cái điều đó nó không có cái gì xấu đâu, nó không có gì bất thiện trong cái đâu đó. Bởi vì cái ăn cái uống và thọ hưởng ăn uống là một trong những cái dục lạc của người cõi dục ở thế gian. Tại sao phải thu thúc nó? Bởi vì nếu không khuynh hướng dục lạc này đó, người ta sẽ cúi xuống cái máng ăn, và ta chỉ thấy cái máng ăn mà thôi. Cho nên người ta lãnh lương ra thì người ta cúi xuống cái máng ăn đó, và người ta không nghĩ rằng con ngày hôm nay bệnh, đứa này cần phải mua tập để học, đứa này đóng tiền học, vợ không có tiền mua bộ ăn cơm ngày nay. Người ta cúi xuống cái máng dục lạc là rượu và cái mồi nhậu đây rồi á, thì tất cả nhân cách con người bị đẩy lùi, mà cái nhân cách đó, của một cái người biến thái có mặt ở đây, nó cúi xuống đó. Và khi cái tà dâm nó có mặt đó, người ta quên những cái lời tốt đẹp khi người ta cưới người bạn gái của mình hay người bạn trai của mình đó, để sống cái đời sống hôn nhân, người ta quên hết. Người ta cúi xuống trong cái tà dâm đó, và người ta bất chấp mẹ người ta nói, người ta cũng không nghe.
không ai người ta nghe cả. Người ta cúi xuống trong cái tham dục về tài sản, làm biến mà dẫn mau vào. Đó là cái con đường của cá độ, con đường của casino. Cúi xuống đó không còn nhớ một cái gì cả. Đó, con đường dục lạc đó. Và chúng ta sẽ hình dung xem, nếu trong nhà mình có một người như vậy, mà người đó lại rất thân thiết với mình á, thì mình thấy địa ngục mở ra hay là thiên đàng đang chào đón thì mình thấy rồi. Đấy, dục lạc hưởng đấy. Cho nên phải thu thúc, là phải biết rõ, phải kiểm soát nó. Và không u tối để nói rằng là ồ, không cần ăn đồ ăn như thế này đâu, chỉ cần ăn với muối tiêu với lại nước tương cũng đủ rồi. Cái đó là thiếu sáng suốt. Khi mình có đầy đủ thức ăn tốt đẹp thì chúng ta sử dụng nó, nhưng không dính vào nó. Không vì hôm nay đồ ăn ngon mà chúng ta ăn đến đổi mà coi như ăn xong rồi con mắt nó hiếp lại. Không vì không có đồ ăn mà ngày hôm nay đó chúng ta bực bội, khó chịu tại vì không có gì để ăn. Hãy nhìn cái tâm của chúng ta, khi mà nó hướng về cái thọ dục đó thì cái tâm đó thiện hay bất thiện chúng ta được kiểm soát nó và dạy dỗ cho nó, để nó biết bấy nhiêu đó là đủ rồi. Cũng như bà ngoại nói, này con, múc cho con một ly kem nhỏ thế này thôi. Bà ngoại à, con ăn hết một cái hộp kem đó. Thì một bà ngoại sáng suốt không dám cho đứa nhỏ ăn hết hộp kem, mà bà ngoại sáng suốt thì nói rằng con chỉ ăn bao nhiêu đây thôi. Còn chừng nào bà ngoại thấy có thể cho con ăn được, bà ngoại cho con ăn. Và mình dạy cái tâm mình cũng như mình dạy cháu ngoại mình vậy. Còn khi nào mình không dạy cái tâm mình như dạy cháu ngoại của mình, thì đó là mình để cho cái sự ham ăn nó làm cho che lấp tối tâm. Nó ăn hết hộp kem nó xong rồi đó, là nó chỉ là đưa tất cả những thứ đó đi ra, rồi còn cái xác bệnh hoạn của nó thì đi vô bệnh viện, rồi cả nhà phải lo lắng hết. Thì như vậy chúng ta thấy cái con đường bệnh của thân và của tâm trong thọ hưởng dục lạc này chúng ta đã thấy hết, biết hết. Không có cái gì mà chúng ta không thấy, không biết cả. Nhưng chúng ta không biết quý sự thấy biết của mình. Chúng ta chỉ biết quý những cảm xúc mà thôi. Và chúng ta bị những cảm xúc đó chi phối, mà không thấy rằng sự hiểu biết mới là cái tài sản quý giá nhất trong cái cuộc đời. Cảm xúc cái lôi kéo đi, và cứ đưa những cái cảm thọ đó lên đứng hàng đầu mà không phân biệt được. Trên cái đạo Phật, chữ đạo là con đường, mà Phật là sáng, là trí tuệ, là tuệ giác. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta đi con đường sáng, con đường của trí tuệ, không phải con đường của niềm tin đưa đến mê tín. Không có chuyện đó. Người nào nói rằng là chuyện này chỉ cầu nguyện là xong, người đó đi con đường mê tín. Mà người này nói rằng đó, chuyện này tôi cầu nguyện để tâm tôi được an ổn và tôi sẽ thực hiện như là tôi đã cầu nguyện, thì người này đi con đường chánh tín. À, với cái thọ, mà thọ này trong tâm động lực, và cái thọ này đó nằm trong cái tâm mót, là hai cái tâm phía sau này. Thì như chúng ta biết đó, cái tâm động tốc hay động lực này đó là một cái tâm nó thuộc về cái tạo tác, tức là nó ứng xử với tất cả các cảnh mà nó tiếp nhận, nó ứng xử bằng cái thái độ mà nó suy nghĩ thế, bằng cái mà nó phát biểu ra, bằng cái mà nó giải quyết, nó xử lý vấn đề, nó đều nằm ở đây, nằm trong tâm. Cái phần mà nó gọi là cái hệ thống âm thanh và cái loa này phát ra đó, thì cái điều khiển chính yếu nó nằm trong tâm. Cái mà nghĩ ra cách để mà giải quyết vấn đề, và cái phản ứng đó, phản ứng bằng cách liếc mắt, bằng cách bằng đấm trong mặt người ta, bằng cách là đập bàn, đập ghế, bằng cách là
là làm tổn hại người ta bằng mọi cách mọi thứ, bằng cách là hủy hoại người ta bằng nhiều hình thức, thì tất cả nó cũng đều nằm trong cái động tác này hết. Cho nên tất cả những cái hoạt động của mình biểu hiện ra bên ngoài thì cái bộ chỉ huy là cái tâm ở bên trong. Và đặc biệt khi cái tâm động tốc này nó khởi sanh lên á, thì một cái chi phần hoạt động mạnh mẽ nhất của nó là sở hữu tư, xúc thọ tưởng tư. Sở hữu tư này nó sẽ chỉ huy, nó gọi là tổng chỉ huy toàn bộ những cái tâm sở phát sanh trong cái động tốc này. Nếu là thiện thì sở hữu tư nó sẽ điều động tất cả những pháp thiện để là làm hiển rõ cái thiện này. Nếu đây là pháp bất thiện thì cũng chính sở hữu tư nó sẽ điều động để nó hiển lộ tất cả các pháp ác của nó lại. Như vậy sở hữu tư là điều binh khiển tướng. Sở hữu tư thuộc về sở hữu tự tha, cho nên khi nó nằm trong tâm thiện thì nó sẽ chỉ huy để tạo tác điều thiện. Nó nằm trong tâm bất thiện, nó sẽ chỉ huy và tạo tác những pháp bất thiện. Đó là việc làm của sở hữu tư. Bên cạnh cái việc làm của sở hữu tư đó, thì chúng ta thấy nó hành động trong cảm xúc. Cảm xúc đó chính là sở hữu thọ. Đây, xúc thọ tưởng tư nằm trong cái sở hữu thọ. Thì như vậy đó, một cái chi phần thứ hai trong cái động tốc phát sanh lên mạnh mẽ đó, đó là sở hữu thọ. Sở hữu thọ nằm trong những cái cảm thọ thuộc về hỷ lạc, thuộc về khổ ưu và thuộc về xả. Trong xả có hai cái, một là xả, hai là xả cộng với hành xả đã giảng rồi. Thì ra đó là chúng ta sẽ thấy rằng là cái thọ trong động tốc. Như lần trước sư cô nói đó, thọ trong động tốc thì nó sẽ có thọ đi theo cái động tốc thiện hay là thọ đi trong động tốc bất thiện. Và cái này lần trước cũng có nói rồi đó, thọ mà nó nằm trong tâm thiện thì nó chỉ có hỷ và lạc. Nhưng mà thọ này nó nằm trong cái tâm bất thiện thì nó có đầy đủ nè, nó có hỷ nè, lạc nè, có khổ nè, có ưu và có xả. Trong cái tâm thọ này nó cũng có thọ xả, nhưng mà cái xả này nó cộng với hành xả. Còn cái này là xả không? Lần trước chúng ta đã giảng kỹ rồi, bây giờ chỉ là ôn tập vậy thôi. Thì chúng ta nhớ vậy, khi cái tâm này mà nó tạo tác, tâm động tốc này nó tạo tác, khi cái lực nó mạnh á thì nó sẽ có hai tâm mót đi theo. Mà cái lực nó không mạnh á thì nó không có hai cái này đi theo. Trong cái lỗ ngủ hay lỗ ý này đó, mà nó đối với lại cái cảnh, lỗ ngủ thì nó là cảnh rất lớn, hay gọi là cực lớn cũng được. Còn trong lỗ ý á thì cảnh rất rõ hay là cảnh cực rõ. Hai cái lỗ này nó phát sinh đối với cảnh này thì bao giờ nó cũng phát sinh như thế này, là cái cách nó đi thế này. Đây là động tốc, nó phát sinh ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ nhất là cái tâm này đó, khi nó đến động tốc tới đây là nó hết. Trường hợp thứ hai, khi động tốc xong đó thì nó cộng với lại cái tâm mót. Tâm mót này nó có hai. Trường hợp thứ ba thì cái động tốc này nó sẽ cộng với hộ kiếp. Cả hai lộ ngũ và lộ ý á, có khi nó tới đây là nó hết, là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là nó cộng với tâm mót. Và trường hợp thứ ba là đằng sau động tốc là hộ kiếp. Ba trường hợp vậy, hai cái này giống nhau. Và nó chỉ nằm trong cái hai cái lỗ này đối với cái cảnh cực rõ, cái cảnh cực lớn
hay là rất rõ, rất lớn, hai cái từ này cũng đều được hết. Nhìn lên cái bảng này thì chúng ta sẽ thấy rằng hai cái tâm mót này, cái vị trí của nó đứng á, là nó đứng đằng sau lưng cái tâm đồng tâm. Đó là cái cách đứng của nó, vị trí của nó là đứng sau lưng tâm đồng tâm. Cái tâm mót này nè, tại sao nó đứng được kề đằng sau cái đồng tâm? Nó đứng kề đằng sau tâm động tốc là bởi vì đó, nó là cái người trợ giúp cho cái động tốc này. Nó xuất hiện để trợ giúp cho. Hay còn gọi là cái tâm động tốc này đó là cái duyên, cái nhân, cái duyên để cho cái tâm mót này nó được khởi sanh. Là bây giờ đó là khi cái thức ăn nó nhiều quá, mình ăn không hết thì nhờ người ăn phụ để bỏ nó uổng. Thì khi một cái cảnh rất là lớn và cảnh rất là rõ thì cái tâm động tốc này nè là nó chưa có sử dụng hết, nó còn dư sót lại, thì nó cần phải có hai tâm mó để mà làm cho cái nó xử lý hết cái cảnh. Cái khi mà một cái cơn giận mà nó giận dữ lắm á, thì nó luôn luôn nó xuất hiện hai cái này đi theo. Tức là nó đã xong cái việc đó rồi nhưng mà nó vẫn còn ức chế, cho nên là nó phải tiếp theo để mà nó thu dọn lại cho hết. Cho nên là sư cô không có dùng cái từ mà tâm na cảnh hay là thập di hay là đồng sở duyên hay là hoặc là tâm đăng ký vân vân, những cái từ đó rất là khó hiểu và mình cứ lúng túng hoài. Mình không có nên bám chặt vào những cái từ ngữ mà nó làm cho mình là khó xử vì cái từ ngữ của nó. Mình cứ hiểu đây là ăn mót, tức là ta ăn rồi giờ mót lại, đi mót lúa, nhớ vậy. Lúa người ta cắt xong rồi, người ta không có cắt nữa thì nó còn sót lại những cái bông lúa đó, thì cái người đi mót lúa người ta sẽ cắt cái bông lúa đó, hoặc là những cái bông lúa nó rớt rơi xuống cái ruộng đó thì cái người đi mót lúa là lụm những cái bông lúa đó về để mà làm cho cái cánh đồng á nó không còn bị dư sót những cái lúa có thể dùng được. Mình hiểu chữ mót đây, hiểu vậy để mình biết rằng là cái vai trò của nó là sau khi động tốc làm xong nhiệm vụ thì nó liền có mặt cận kề tiếp theo và nó làm tiếp theo cái công việc đó để cho không còn dư sót một cái gì cả. Nói là thường thường chứ không phải là 100% là như vậy. Nó sẽ có những cái trường hợp khác biệt của nó, không phải giống nhau. Bây giờ trước khi mà mình nói tới cái sự khác biệt của nó thì chúng ta tìm hiểu thêm một chút về cái vấn đề tâm ma cảnh, hay là còn gọi là cái tâm mót đây. Thì như nãy giờ chúng ta nói đó, thì cái tâm động tốc đó, thì nó làm cái phận sự của nó là nó sẽ hoạt động trong tâm thiện hoặc tâm bất thiện. Nhưng cái tâm mót này nè, nó không quan tâm tới cái hành động thiện hay bất thiện, mà nó chỉ quan tâm tới cái cảm thọ mà thôi. Hiểu chưa? Thí dụ như bây giờ cái tâm mót này nè, xin lỗi, cái tâm động tốc này đó, nó thuộc về thủy lạc thiện chẳng hạn, thì cái tâm mót mà đi theo sau đây đó, nó chỉ quan tâm tới cái hỷ lạc, cái cảm thọ này thôi, nó không quan tâm đến cái tính chất thiện hay bất thiện. Ví dụ như bây giờ cái tâm thiện mà thọ xả, hay là cái tâm bất thiện mà thọ xả, thì cái tâm mót nó xả thôi chứ nó không cần biết thiện hay bất thiện. Cái đặc điểm của nó là nó chỉ gắn vào cái mặt cảm thọ mà nó không hề gắn vào cái phẩm chất thiện hay bất thiện. Nó đi cái cảm thọ là chủ yếu. Đó là cái điều chúng ta nhớ về cái tâm mót. Thì như nãy chúng ta có nói đó là cái cõi dục. Thì nãy chúng ta nói là cái tâm, cái cõi dục đó, thì nó bao giờ cũng vậy, là cái chính yếu của nó là thọ hưởng dục lại. Bất cứ chúng sanh nào sanh ra trong cái cõi dục đều có khuynh hướng gì.
mình làm con người cũng vậy, mà chư thiên trong cõi dục cũng có khuynh hướng đó, mà súc sanh trong cái cõi dục này vẫn khuynh hướng đó, ma quỷ vẫn vậy, A-tu-la cũng vậy. Và trong cái địa ngục đó thì cái đau đớn trong địa ngục đó nó không hưởng được khởi lạc, nhưng nó vẫn hưởng thú đau thương. Cho nên có những người ra không được. Và những cái đó đó quý vị đừng tưởng rằng nó không có trong cõi dục. Quý vị có nghe những cái trường hợp đặc biệt về cái bệnh hoạn á, thì ta nói có những người bị cái bệnh bạo dâm. Đánh đập người khác là cái hạnh phúc của mình, hành hạ người khác về thể chất lẫn tinh thần á, là cái sự hả hê trong tâm của mình. Cho nên quý vị sẽ thấy rằng là có những người đánh đập người khác tàn nhẫn, người đó có thể là con của mình, người đó có thể là cái người đầu ấp tai gối của mình. Và sau khi người ta hành hạ tàn nhẫn xong đó, người ta sẵn sàng quỳ gối xuống khóc sướt mướt và lại không ngừng để xin tha thứ. Nhưng rồi sau đó người ta vẫn tiếp tục như vậy, bởi vì đó là hạnh phúc của ma vương. Như vậy là chúng ta đang sống với một người mà họ từ trong cái cõi ác và cái cõi khổ họ đi ra, cho nên những cái tàn dư đó nó vẫn còn tiếp tục này. Nên quý vị thấy không, người ta đi làm gà làm vịt, người ta giết heo giết bò giết trâu, kể cả người ta làm trong cái đội hành quyết, có người run rẩy để làm nhưng có người thích thú để làm. Cho nên hỏi khi mà làm cái việc đó tội và phước rồi ra sao, thì phải nói cái tâm. Cái tâm của người đó đang thọ cái cảm thọ gì. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái pháp bất thiện này, nó pháp bất thiện này nó vẫn có ý là nhớ như thế, chứ không phải là chỉ có pháp thiện không có ý là nó vẫn có. Và quý vị nhìn nha, đừng tưởng người khác có mình không có. Quý vị xem tất cả những cái bài nhạc mà quý vị thích, mà quý vị thưởng thức đó, cái khuynh hướng nó đi về ở cái chỗ tham sân si, hay khuynh hướng đi về thiện thiện trí, hãy xét đi. Cho nên quý vị thấy không, cái nhạc mà phần lớn bây giờ đó, để cho cái người trẻ lẫn cái người lớn nghe đó, nó đều nằm trong cái khuynh hướng này. Những cái nhạc giật giật và những cái nhạc mà gây kích động dữ, nó nằm trong nông sân. Còn những cái nhạc u hoài để mà tiếc nhớ, để mà than gian, để mà rên rỉ, nằm trong tâm thần. Trộn lẫn như không có cái nào không có sự trộn lẫn. Giữa ba cái pháp tham sân si thì nó trộn lẫn với nhau nhùng nhuyễn trong. Hãy nhìn đi, hãy nhìn thấy những cái khuynh hướng của những cái tờ báo tuần, tờ báo tháng, hãy xem cái khuynh hướng. Người ta thích những cái chuyện mà nó hiển lộ ra ba cái pháp tham sân si, nó quyến rũ vậy. Cho nên là những cái tạp chí thuộc về tôn giáo khó quyến rũ hơn những cái tạp chí la cải này. Hãy nhìn cái khuynh hướng, mình không nói tốt hay sao? Mình nói khuynh hướng để chi? Để khi mà mình thấy cái chồng sách báo thằng nhạc đó, tay mình muốn thò lấy cái nào thì biết khuynh hướng. Tại sao tôi có khuynh hướng này? Là tại vì mình có những cái cảm xúc. Cảm xúc thì chúng ta sống hàng giờ, hàng phút, hàng giây, và nó đi trong luân hồi từ vô lượng kiếp tới hiện kiếp này, nó vẫn hiện bày ra. Nhưng chúng ta đây đã không bày tỏ được những cảm xúc của mình, cho nên cái bài thơ này, cái bài nhạc này, cái điệu múa này, nó đã hiển lộ được những cái cảm xúc của mình. Cho nên mình muốn nghe đi nghe lại, muốn xem tới xem luôn, để nó được giải bày.
để nó được câu thông, để nó được làm thành như một sự chia sẻ. Không biết nó có vơi đi không, nhưng mà một cái thực tế khi chúng ta bám vào đấy và chúng ta cảm thấy trong cái tâm mình hình như có dịu đi một chút, hình như có người để chia sẻ với mình, bởi vì cái người này đã hát lên như vậy, bởi vì cái người này đã ngâm lên như vậy, bởi vì người này đã diễn tả trên sân khấu như vậy, chúng ta cảm thấy có những người đồng một cái tâm trạng, cảm thấy như dịu đi. Nhưng mà không phải, nó sẽ loan tỏa mạnh hơn. Chúng ta yêu thích những cái bài hát đó, yêu thích những bài thơ đó, yêu thích cái vở kịch đó, yêu thích cả cái người diễn tả bộc lộ được cái nội tâm đó, chính là chúng ta đang hưởng thú đau thương một cách hết sức là tinh tế mà chúng ta không nhìn. Mình không nhìn, cũng như kẻ bảo dâm bảo ác không nhìn ra. Bởi nó thú vị trong việc làm, thiếu nó chịu không nổi, vì nó đã từng trải những cái cảm xúc khổ đau này trong những cảnh khổ, và không biết phải làm sao hơn là gặm nhấm những cái nỗi đau khổ của mình để có thể chịu đựng được. Và không ngờ rằng đó là hưởng thú đau thương. Cho nên mình hiểu như vậy để mình giải ra. Tại sao người ta cứ phải, tại sao cứ phải nói với lòng mình rằng không thể quên được những cái điều người ta đã chà đạp mình, mình phải dằn vặt trong tâm. Bởi vì cái pháp này nó trở đi trở lại rồi, và ta không giải quyết được cho nên ta gặm nhấm nó. Gặm nhấm nó nhưng không nhìn thấy nó mà lại đồng cảm với nó, cho nên mới hưởng thú đau thương. Người ta vui đó mà trong lòng mình vẫn chợt lặng đi để buồn, để cảm thấy lẻ loi, để cảm thấy đơn độc. Và đôi khi bằng lòng với sự lẻ loi, sự đơn độc, bằng lòng với cái nỗi đau không thể nói nên lời của mình được. Và vì cái lẽ đó, trong cái vô minh đó mà chúng ta đã không thoát ra, và chúng ta đưa chúng ta đi trong nhiều kiếp. Hiện tại đem cái gương ra mà soi cái mặt ra, chúng ta đã thấy những cái nét u buồn. Và khi sanh ra, người ta sẽ đọc trên đôi mắt này chuyên chở cả một quá khứ đau thương trong cái đôi mắt đó. Và dần dần nó sẽ hiển lộ ra trong tất cả những cái ứng xử của chúng ta, và trong tất cả những cái cảm xúc khi chúng ta tiếp nhận với những cái vấn đề thuộc về nghệ thuật, những vấn đề nhạy bén về cảm xúc, thì chúng ta chọn những cái cảm xúc mà nó đưa người ta đó vào một cái thế giới mà hầu như để lãng quên, và để mà đắm chìm trong cái nỗi đau thương riêng của mình, không còn muốn thoát ra nữa. Bởi vì cái thế giới mà bên ngoài những cái nỗi niềm này đây đó, ta đây đã không thích hợp được. Tâm chúng ta đã quen nuôi dưỡng cái chỗ đó rồi. Có bao giờ chúng ta nghĩ cái đó là cái lỗi lầm của mình không? Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng cái đó là cái mà mình tự đầu độc mình không? Có bao giờ mình nghĩ cái đó là cái con đường để mình trầm lưng mãi trong cái cõi khổ mà không muốn bước ra? Chứ không phải không thể bước ra, mà không muốn bước ra. Cũng giống như một cái người nô lệ, nó trong vòng tay của cái người chủ rồi, bây giờ trả tự do không biết làm gì. Cho nên trong cả những cái thức ăn mà thuộc về cái tâm linh chúng ta đó, hãy chọn những cái thức ăn trong sạch, hãy tìm đến những cái điều tốt, những điều hay, những cái gương lành. Tiếp xúc với người khác hãy nối kết bằng cái phần đẹp đẽ nhất của chúng sinh đó. Còn cái phần ô nhiễm này ai cũng có, không cần phải nói. Chúng ta đây này không hòa hợp được với những cái gai nhọn của người khác, thì ngược lại người ta cũng không thể hòa hợp với cái gai nhọn của mình.
Vậy thì hãy để cái này qua một bên, chúng ta nối kết bằng cái phần thiện và thiện trí. Hãy đến với nhau như thế để mà tạo nên một cái hùng lực mạnh mẽ, một cái từ trường tốt đẹp mà nâng đỡ nhau. Cho nên trong cái chùa đó nó có một cái đại hồng chung, và đặt trên cái vùng cao của một cái ngôi chùa đó, để khi cái tiếng đại hồng chung vọng vào và nó vang xa khắp nơi đó, thì nó gọi là âm siêu dương thới. Khi cái tiếng chuông đó nó làm cho những cái tần số mà thuộc về những cái pháp bất thiện đây, nó trầm đục và nặng nề đó, nó không có tiếp cận, mà nó tiếp cận từ cái âm thanh nhẹ nhàng thanh thoát ở cái tần số cao. Cho nên nó gọi là âm siêu. Những người nó ở trong cái cảnh giới ô trọc nặng nề trầm đục đó, nó được nâng lên gọi là siêu. Và dương thới là cái phần thiện và thiện trí này đó, nó được mở rộng ra và nó được làm cho tăng trưởng lên, cho nên gọi là âm siêu dương thới. Bởi vì tất cả những gì trong suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc của mình, nó là một cái từ trường, nó có sóng, nó có những cái làn sóng, và nó có cái độ cao bổng của nó, cũng như có cái độ trầm thấp của nó. Tụng kinh gõ cái mỏ thế này, nhất là cái mỏ mù u, cái tiếng nó trầm đục để làm chi? Nó làm cho những cái dục vọng thôi khởi lên, ít ra trong chốc lát như vậy. Còn cái dục vọng người ta đó không giống con vật, nó tệ hại hơn con vật. Vì dục vọng của con vật nó khởi theo cái mùa sinh sản, nhưng dục vọng của con người khởi bất cứ lúc nào và bất cứ trong lứa tuổi nào, bất cứ trong hoàn cảnh nào, kể cả liệt nằm một chỗ thì dục vọng vẫn khởi lên. Cái đó là cái hải hùng nhất mà người ta không nhận ra, thì người ta sẽ đưa cái đời mình vào cái chỗ băng hoại không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên là thưởng thức về nghệ thuật giọng kèn, tiếng hát, âm nhạc, tất cả mọi thứ, những cái âm thanh này, nó có thể đưa người ta xuống những cái điều mà làm cho cái tâm người ta không có khởi lên cái điều tốt đẹp được. Và cũng những cái âm thanh này đây, nó cũng có thể đưa người ta bay bổng vào trong cái thiện, chứ không phải bay bổng vào trong cái hỷ lạc của bất thiện. Cho nên vì sao mà trong tám giới của mình lại là có cái giới là không nghe đờn ca hát sướng? Không, cái đó bởi vì phần lớn cái đờn ca hát sướng trong cái cõi dục này đó là nó nghiêng về cái phần này. Ví dụ như những cái chương trình hài mà nó đi vào trong cái dung tục, cái gì đó biết đó là pháp gì không? Phóng dật. Nó thuộc về si phóng dật, cho nên nó đi vào trong cái dung tục, đâu biết. Còn cái hài mà đã để cho khởi sanh được cái kích thích được cái trí người ta để nhận ra cái sự khập khiễng, để nhận ra được cái mà nó giống như là nó trái nghịch với nhau, nó mâu thuẫn với nhau, và nó làm thành ra cái sự gọi là giống như là nó ngố quá vậy đó, thì cái chuyện đó khó. Cho nên cái dung tục là nhiều, và nó làm cho cái phần thấp kém đó của người ta được khởi dậy. Cho nên thức ăn tinh thần này đó là phải chọn lựa rất kỹ, bởi vì đó nằm trong cái cảm xúc. Và đây chúng ta nói tiếp lại cái phần nãy là nói cái lộ ngũ và lộ ý đó, thì có những cái nó tới đây là nó kết thúc, có những cái nó cộng thêm cái tầm mòn, có những cái là nó đi vào trong cái hộ kiếp, tức là ngũ phần. Và một lần nữa cho chúng ta thấy này, là cái lúc mình lâm chung, mình bắt cái cảnh trong giờ cận tử, thì cái cảnh này nó theo suốt mình trong kiếp sống, và nó gọi là cảnh chủ. Và cái tâm hộ kiếp đó chính là tâm chủ, và nó là hoạt động chặt
trẻ khít khao trong suốt đời sống của mình. Và đây cũng là cái chỗ mà mình nói thế này: non sông thì dễ đổi mà sao? Mà cái lòng người đó thì khó dời. Nhưng khó chứ không phải không thể. Khi mình biết đổi được, khi mình không biết thì mình sẽ nói gì? Đó là tại bạn không ở hoàn cảnh tôi. Bạn ở hoàn cảnh tôi, bạn không thể nghĩ khác được. Và vì vậy thư thư giữ chặt. Vì hiểu chỗ này chứ? Là vì trong lòng mình nó khởi lên thật sự như vậy mà. Và nó khởi lên như vậy, nó đáp ứng được những cái nhu cầu thuộc về cảm xúc cảm thọ của mình mà. Người khác làm sao trải qua những cảm xúc cảm thọ đó? Cho nên mình nói rất là chân thật, nhưng mình đã gói mình trong cái phạm vi mà nó ấn định từ cái giờ phút cận tử. Được chưa? Mà những cái cảm thọ này nó cũng trôi dạt từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Nó hình thành trong sở hữu tưởng của mình á, là những cái kho cảm xúc nó tàn trữ trong đó, và bây giờ nó nối kết để nó bùng phát lên. Không bao giờ chỉ có cái giờ phút này nó mới có cảm xúc này. Đôi khi những cái cảm xúc thật là mạnh mẽ, bởi vì nó đã khơi đúng cái dòng đó, nó đã kích thích đúng cái chỗ đó. Cho nên chúng ta hiểu này, để chúng ta đây có cái khả năng nhìn thấy nó, nhận biết ra nó, quan sát ra nó. Hãy tiếp tục cái chuyện nhận biết nó, hãy tiếp tục cái chuyện quan sát nó, hãy tiếp tục cái việc chúng ta vẽ rõ khuôn mặt của nó ra. Bởi vì chúng ta đang vẽ một cái tiền kiếp mà chúng ta đã sống bằng những cảm xúc, bị chi phối bởi cảm xúc. Và tai ác thai những cảm xúc này nó nằm trong pháp thiện và pháp bất thiện. Giờ đây chúng ta phải nhìn nó để chúng ta khui cả một cái kho tàng của mình ra. Cái kho tàng cảm xúc này đây nè, để chúng ta phân loại nó lại, và chúng ta bắt đầu một cái kiếp sống mới mà chúng ta dần dần chúng ta nhận ra, thì đó là con đường tiến hóa tâm linh. Còn không, chúng ta sẽ nuôi dưỡng tiếp tục những cảm xúc này, và chúng ta phản ứng bằng cái bản năng của mình là chủ yếu. Bản năng đó cốt lõi nó nằm trong dòng nghiệp, cốt lõi nó nằm trong cái cảnh của hộ kiếp mà nó bắt như vậy á, nó khó mà nó thay đổi. Nó chỉ bị cắt ngang rồi nó lại tiếp tục, nó bị cắt ngang rồi nó lại tiếp tục. Thì quý vị thấy là cái tập khí chúng ta nó đã mạnh đến giường nào. Cho nên khi chúng ta đi đầu con đường tu tập thì chúng ta học giáo pháp này đây, nó đã cắt ngang cái cảnh chủ, nó đã cắt ngang cái dòng hoạt động của cái tâm hộ kiếp là tâm chủ, để cái tâm khách nó phát sinh là cái tâm mới đây. Chúng ta tiếp nhận cái kho báo Phật pháp mới, và vì vậy nó sẽ trợ duyên khi chúng ta áp dụng vào, chúng ta ứng xử. Khi chúng ta hành trì bằng cách là tiếp tục nhận rõ những cái gì phát sanh lên trong tâm của chúng ta, hoặc những cái dấu hiệu đó nó phát sanh hiển lộ qua trong thân chúng ta, thì như vậy dần dần đây chúng ta mới thay đổi tập khí được. Để bây giờ cận tử mình sẽ bắt cái cảnh mà mình đã tạo ra bằng cái phước huệ song tu. Còn nếu không, chúng ta đi vào cái cảm xúc, vào cái con đường này. Và kể cả hằng ngày, nếu chúng ta không tu tập như vậy thì cũng ta đi con đường, đi bằng con đường nữa. Chúng ta hãy nhìn nha. Có những người đó, bình thường người ta rất là dễ thương, rất là tốt. Nhưng người ta khi bắt đầu người ta uống rượu vào, tức là si nó phát sanh lên mạnh, thì quý vị sẽ thấy những cái tập khí này nó trồi lên khủng khiếp. Hồi đó khi mà sư cô đi dạy cái hồi còn là sinh viên đó, thì bữa đó là cái học sinh lớp 6 nó có làm một cái bài tập làm văn là tả người mẹ của em. Thì sư cô mới đọc một cái bài tập làm văn mà cái em đó nó tả thế này: mỗi lần mà anh của em đó, mà giác dao mà chém cả nhà đó,
Rồi mẹ em mới, cả gia đình mới chạy ra cái giường cây đó núp trốn, mà cũng trốn không được, phải chạy ra cái nhà hàng xóm rồi mới xin lá chuối lót ở ngoài giường đó. Thì mẹ em cứ hết lấy cái tay áo đó, lau mặt, lau nước mắt, rồi lau mũi, rồi kéo cái quần lên đó là lau mắt, lau mũi, thì nó tả hết sức là sống động. Thì sư cô mới nói, ủa sao? Nó giống cái chỗ mà mình biết vậy. Thì sư cô mới kêu cái em đó là, sư cô hỏi là em ở đâu? Đó. Thì nó mới nói nhà ở đó, anh nói tên đó, thì sư cô biết cái nhà đó. Thì bây giờ ba má nó với nó đã trốn khỏi cái nhà đó, đi ở chỗ khác, cho nên về cái thành phố này mà sư cô không biết đâu. Thì cái người đó, người anh của nó có cái đặc điểm này, cái khi mà không có uống rượu vô thì rất là có hiếu với mẹ. Mẹ sai cái gì biểu gì cũng làm hết, mà ăn cái món ăn gì cũng chừa cho mẹ. Còn vợ con nó muốn ngồi trên đầu cũng được, tức là vợ sai cái gì hay là con đòi cái gì là cứng chiều hết. Nhưng mà uống rượu vô rồi thì cái việc đầu tiên á là chém mẹ và vợ con trước. Còn nếu mẹ và vợ con chạy ra rồi đó thì bắt đầu đó là mấy cái cây ở ngoài giường đó là chém hết. Mà sư cô đích mắt là có thấy cái điều đó, có tới cái chỗ đó. Rồi sau đó là bà má của cái em này dẫn vô thì sư cô thấy là ông đập tủ á, là lấy búa đó chém hết mấy cái tủ. Rồi cái lần sau cùng mà một lần phải đưa đi cải tạo đó là coi như là chém hết mấy con heo. Vì thế ăn cái đảo điên không? Cái bạo ác không? Nó không phải nằm trong rượu, nhưng mà rượu có cái khả năng che mờ cái tâm lại, tức làm cho cái si nó dày đặc hơn, và nó kích thích cái nguồn mà tập khí dữ dằn tâm tối ở nơi cái người này. Cho nên trong cái đạo Phật có nói rằng là nếu mình phạm giới thứ năm á thì bốn giới kia không có cái nào không thể phạm được. Bởi vì si nó che ám rồi thì cái gì cũng làm được. Cho nên cái sự sáng suốt đứng hàng đầu. Cái đầu tiên để không làm sáng suốt là thiện. Cái thứ hai đó làm cho cái ngọn lửa trí tuệ có thể bừng lên là thiện trí. Mình chỉ đi con đường đó thôi. Nếu mình không đi hai con đường này thì đó là mình đi con đường ngược lại. Và như vậy tất cả chúng ta đây nè đều bị cảm xúc chi phối. Nhưng khi chúng ta biết con đường tu tập rồi, chúng ta phân loại cảm xúc này trên căn bản thiện ác. Còn tất cả những cái hoạt động của tâm thức, từ cái động tốc này cho đến cái tâm mót, nó đi trong cảm thọ mà không đi trong phẩm chất. Cái đó mới là cái để chúng ta ngộ nhận. Nên vì những cái cảm xúc nó sẽ được tiếp nối và nó để làm cho tăng trưởng lên, nhưng chúng ta đây không phân biệt được phẩm chất. Thích vui, thích hỷ lạc, và cho đó hỷ lạc là hạnh phúc. Còn để phân biệt được cái này là thỏa mãn hay cái này đích thực là hạnh phúc, chúng ta không nhìn thấy. Và chư Phật dẫn cho chúng ta đi trên con đường hạnh phúc đích thực là con đường thiện và con đường thiện tri. Chúng ta không nhầm lẫn được cái này. Cho nên đó là Đức Phật dạy cho chúng ta cái pháp nôn cảm niệm thọ, niệm thọ để rồi quán thọ, để chúng ta học cái bài học về cảm xúc rất rõ ràng nơi mình, chứ không phải nơi trong sách vở, cũng không phải nghe ai nói, mà nhìn thấy rõ. Để chi? Để chúng ta biết nó khởi lên, nó sinh rồi nó diệt, và nó lặp đi lặp lại. Cái mà chúng ta nhận rõ ra là thiện hay bất thiện để cho tâm ta được sáng suốt. Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây sáng suốt để đọc rõ những cái cảm xúc khởi lên trong cái nội tâm của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.